lại với kênh Sức Khỏe 999. Kính chúc quý vị có một ngày mới luôn tràn đầy niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, nho là một thực phẩm được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên thì đối với người bệnh tiểu đường, nho có thực sự tốt hay không? Và trong video ngày hôm nay, quý vị hãy cùng với kênh Sức Khỏe 999 đi tìm hiểu. Bị bệnh tiểu đường thì có nên ăn nho hay không? Bị tiểu đường thì nên ăn trái cây như thế nào? Bên cạnh đó thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những loại trái cây mà bệnh tiểu đường nên tránh, cũng như là những loại trái cây mà tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Để có thể nắm vững những kiến thức trong video hôm nay thì quý vị đừng quên lấy giấy và bút ghi chép lại những nội dung và kiến thức cần thiết nhất. Nếu như quý vị gặp bất cứ khó khăn gì hay có câu hỏi thắc mắc gì, vui lòng để lại bình luận bên dưới. Ban biên tập của chương trình sẽ giúp quý vị giải đáp mọi thắc mắc đó trong những video lần sau. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với video của ngày hôm nay. Người bệnh tiểu đường ăn nho được không? Nho là một trong những loại trái cây có tác dụng rất tốt cho hệ tim mạch, tăng sức đề kháng của cơ thể. Theo đông y, nho có tính bình, vị ngọt, có tác dụng bổ gan, thận, sinh dịch bôi trơn, bổ ích cho khí huyết, thông lợi tiểu tiện. Đây là loại trái cây được sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh như tỳ hư khí yếu, phù thủng, hụt hơi, mất sức, tiểu tiện khó. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy quả nho có chứa chất polyphenol có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào và các nguyên sinh chất trong cơ thể, chống lại sự hình thành các gốc tự do. Trong lớp vỏ mỏng của hạt nho tồn tại các chất resveratrol có cấu trúc hóa học tương đồng với hormone estrogen ở người và các chất có khả năng kháng khuẩn. Chính vì vậy, nếu con người sử dụng quả nho lâu dài thì sẽ giúp làm đẹp da, trẻ lâu hơn và giảm nếp nhăn, chống lại sự xâm nhập của các loại virus gây bệnh. Mặc dù quả nho có tác dụng rất tốt cho sức khỏe của con người, tuy nhiên với căn bệnh tiểu đường thì hoàn toàn ngược lại. Nếu bệnh nhân tiểu đường sử dụng quá nhiều nho thì sẽ khiến cho lượng đường trong máu tăng cao và gây nguy hiểm đến tính mạng. Có một số nghiên cứu mới đây đã chứng minh rằng cứ 100g thịt quả nho thì sẽ có 68 calo, 10 đến 12g đường dễ hấp thụ, 11mg vitamin C. Điều này cũng có nghĩa là quả nho có chứa một lượng đường quá lớn. Nếu sử dụng quả nho thường xuyên thì rất dễ làm tăng lượng cholesterol xấu trong cơ thể và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường huyết trong máu. Những chuyên gia tư vấn sức khỏe cho rằng chế độ ăn uống cho bệnh nhân tiểu đường nên bao gồm carbohydrates đến chủ yếu từ trái cây, rau xanh và ngũ cốc, cũng như các loại thực phẩm giàu chất xơ. Thực tế, nho là loại quả có chỉ số đường huyết khá cao và không thích hợp với những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Quả nho không chỉ khiến đường huyết không ổn định mà còn khiến cho sức khỏe của bệnh nhân tiểu đường bị giảm sút trầm trọng. Chính vì vậy, người bệnh tiểu đường nên hạn chế sử dụng hoặc không dùng nho trong bữa ăn hàng ngày để kiểm soát bệnh tốt nhất. Người bệnh tiểu đường nên ăn trái cây như thế nào? Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích rằng cả trẻ em và người lớn đều nên ăn 4 phần trái cây hoặc rau xanh mỗi ngày. Một phần ăn thông thường nên chứa một nửa là trái cây và rau xanh, một nửa còn lại là protein. Những loại trái cây có chỉ số đường thấp như là táo, chuối, dâu tây, nho, bơ, cherry, anh đào, bưởi, cam, kiwi. Những loại có chỉ số trung bình là sung, đu đủ, dưa bở, ruột xanh và dứa. Những loại có chỉ số đường cao là dưa hấu. Rau xanh và trái cây là hai loại thực phẩm cần thiết và rất tốt cho cơ thể của con người. Nguồn vitamin dồi dào, khoáng chất cũng như chất xơ trong rau củ quả không chỉ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt mà còn mang lại một làn da đẹp và vóc dáng cân đối cho người sử dụng. Nhiều người thắc mắc rằng bị bệnh tiểu đường thì có thể sử dụng trái cây được hay không? Về vấn đề này, các nhà khoa học cho biết đường trong trái cây là đường tự nhiên và không gây ảnh hưởng xấu đối với người bị bệnh tiểu đường. Theo một nghiên cứu trên tạp chí dinh dưỡng về bệnh tiểu đường, thì những bệnh nhân tiểu đường khi ăn đủ một lượng trái cây có thể giảm các nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ. Chất xơ có trong vỏ trái cây hoặc phần thịt của chúng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Bổ sung chất xơ vào chế độ ăn có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường và làm giảm lượng đường trong máu.
Tuy nhiên, các bệnh nhân tiểu đường cần theo dõi khẩu phần ăn của mình để kiểm soát lượng carbon hydrate được đưa vào trong cơ thể. Chuối có tốt cho người bệnh tiểu đường không? Nhìn chung, chuối có rất ít lượng chất béo bão hòa, cholesterol, natri và chứa các khoáng chất khác như vitamin B6, mangan và kali. 93% lượng calories trong chuối đến từ carbon hydrate và chúng ở dạng chất xơ, đường và tinh bột. Một quả chuối cỡ trung có chứa đến 14g chất đường và 6g tinh bột. Chuối được tiêu hóa và hấp thụ rất chậm. Điều đó có thể ngăn chặn sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Các loại carbon hydrate trong chuối còn phụ thuộc vào độ chín của nó. Ví dụ như một quả chuối chín vừa có ít đường và nhiều tinh bột hơn so với một quả chuối chín vàng. Vì thế, chuối chín làm tăng lượng đường trong máu nhanh hơn so với chuối xanh. Bệnh nhân tiểu đường có thể ăn dưa hấu không? Dưa hấu chứa nhiều đường và tùy thuộc vào chế độ ăn của bạn mà điều này có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Chỉ số glycemic, tức là đường huyết, dưới 55 là thấp và từ khoảng 55 đến 69 là trung bình và nếu hơn 70 thì là cao. Chỉ số đường huyết của dưa hấu là 72 nên hãy kết hợp dưa hấu cùng với nhiều loại trái cây khác để làm giảm thiểu nguy cơ bị đường trong máu tăng đột biến. Vậy thì những loại trái cây nào người bệnh tiểu đường nên tránh? Theo Hiệp hội Tiểu đường Mỹ, thì các bệnh nhân có thể sử dụng tất cả các loại trái cây. Tuy nhiên, những loại không tốt cho sức khỏe của người bệnh tiểu đường thì đó là trái cây đóng hộp, trái cây khô hoặc nước trái cây, vì cơ thể sẽ hấp thụ những loại này rất nhanh và gây nên tăng lượng đường trong máu. Trái cây khô chứa rất nhiều đường và lượng carbon hydrate gấp 3 lần so với trái cây tươi. Điển hình một số những loại quả như sau. Quả nhãn. Mặc dù là một loại quả được rất nhiều người ưa thích bởi vị ngọt và mùi thơm ngọt hấp dẫn, nhưng nhãn lại là một trong những loại quả chống chỉ định với bệnh nhân tiểu đường. Nhãn có hàm lượng đường rất cao. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn chỉ cần ăn khoảng 300g nhãn là tương đương với một bát cơm. Chính vì thế mà người bệnh tiểu đường cần hạn chế ăn nhãn. Tiếp đó là sầu riêng. Không phải bất cứ ai cũng có thể ăn được loại quả này, nhưng đã ăn được thì rất dễ bị nghiện. Tuy nhiên, nếu đang sống chung với bệnh tiểu đường mà không biết ăn sầu riêng lại may mắn hơn đối với bạn. Bởi vì trong sầu riêng có hàm lượng đường vượt xa ngưỡng cho phép có thể sẽ khiến hàm lượng đường trong máu đột ngột leo thang. Tiếp đó là quả xoài. Đặc biệt là loại xoài chín thì có hàm lượng đường không hề thua kém gì nho, nhãn. Xoài cũng được liệt kê vào nhóm trái cây mà người bị tiểu đường nên tránh. Nếu bạn thường xuyên sử dụng loại quả này sẽ vô tình khiến lượng đường trong cơ thể tăng nhanh và dễ làm cho tình trạng bệnh xấu đi. Và sau đây sẽ là những loại trái cây tốt nhất cho những người bị bệnh tiểu đường. Người bệnh tiểu đường thì nên chọn những loại trái cây có chứa nhiều chất chống oxy hóa như là nho, táo, trái dâu, đu đủ, mơ, dưa đỏ, dứa, cam. Nhưng hãy lưu ý rằng chỉ nên sử dụng một lượng vừa phải. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho các bạn sáng tỏ được những thắc mắc người bệnh tiểu đường có được ăn nho hay không. Vốn dĩ, quả nho đã không tốt cho sức khỏe của bệnh nhân tiểu đường. Do đó, nếu như đang mắc phải căn bệnh này thì bạn nên hạn chế sử dụng. Hãy tham khảo ngay ý kiến của các bác sĩ để được biết các loại trái cây nào thích hợp với căn bệnh của mình. Từ đó thì người bệnh có thể xây dựng được một chế độ ăn uống phù hợp cho bản thân mình nhé. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu câu hỏi bệnh tiểu đường có nên ăn nho hay không? Bị bệnh tiểu đường thì nên ăn trái cây như thế nào? Những loại thực phẩm mà người bệnh tiểu đường cần tránh và những loại trái cây tốt cho bệnh tiểu đường. Rất hy vọng rằng video của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị có thêm những hiểu biết và những kinh nghiệm để có thể điều trị bệnh tiểu đường tốt nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!